cái nội dung học mình. Còn thứ sáu này á, học thực tập thì vẫn gom vô một buổi, mình cũng chưa tách ra nhóm được. Nhưng mà có hai phương án giống như đến lần trước á, tức là thi thực tập á. Thi thực tập á thì sẽ có những cái hình thi á, những hình thi gì đó có ghi chú sẵn, nhưng mà quý vị biết rồi đó, tới lúc thi thì cô Thanh kiểm tra tôi đổi nó thành cái số 1, 2, 3 gì đó. Thì quý vị nếu mà quý vị chọn đi hình, chọn đi hình thì thi vào những cái hình đó, những cái nội dung đó. Thì một số hình khác, ví dụ như là đó, một số hình khác tôi còn để cái này là cũng có thể thi, cái này thì nó không có ghi chú. Và nó tăng sản là tính tiếng tiền liệt này. Đó, nhưng không có ghi chú, nhưng mà ngược lại á, tôi có cái cua. Hãy nghe nha, nghe thì chúc học còn thời gian để tôi dặn quý vị cho cái bữa sáng thứ sáu nữa là tới học rồi ráp vô thi cử thì mình cứ thế mình làm thôi. Đó thì ví dụ như cái giáo trình, cái giáo trình thực tập, giáo trình thực tập của hệ tiết niệu. Cái các sinh viên ngoài về cái học giáo trình là tôi chép vừa chép chữ gì rồi. Vì cái giáo trình sẽ gửi thêm qua email nữa, nhưng mà nói chung cái gì ít ra cái gì cũng thuộc về mấy cái hình cơ bản này đi. À, mấy cái hình này nè, cái hình mà có ghi chú này với thuộc thì đây, nó nằm trong ba cái bài thực tập là carcinom niệu mạc đại bi thận nè, với lại tăng sản lành tính tiến tiền liệt, với lại một cái mô thận nữa, cái mô học của thận nữa. Đó thì ba cái bài mình sẽ ba bài mình sẽ thi thực tập đó. Còn cái bài phương test trước khi tôi vô cái bài chính, bài phôi thai học hệ tiết niệu thì có sẵn sẵn cái bài này, giáo trình chính thức của bên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về phôi thai học của hệ tiết niệu đó, thì có nguyên một cái bài cho quý vị đọc tham khảo luôn ha. Đó, cái sự hình thành tiền thận, trung thận, rồi hậu thận, rồi những cái hệ thống liên quan, hệ thống đại bể thận, hệ thống bàng quang niệu đạo đó, nguyên một bài luôn. Thì quý vị đọc cái này để có kiến thức đầy đủ, còn phôi thai học hệ sinh dục cụ thể là dừng ở chỗ hệ sinh dục nam được rồi, còn hệ sinh nữ thì có nguyên một cái mô đun riêng này. Đó, thì quý vị đọc thêm này thì có bài phân tích rồi ha, yên tâm cái đó. Thì cái còn cái bài mô á, bài mô thì đó có một bài mô học hệ tiết niệu với lại mô học của hệ sinh dục nam đó. Thì là bài hôm nay tôi giảng thì tôi dựa trên cái bài trình bày này, còn cuốn mô cuốn sách giáo khoa mô học thì có rồi, câu hỏi ôn thi có trong sách rồi đó, hệ sinh dục nam. Yeah, thì bài dài lắm đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ chuyện khởi đầu hồi còn trong bụng mẹ là phôi thai học hệ tiết niệu, rồi nhập đề rồi đó. Đi vô. Mình xài cái bản Microsoft Office mới quá, không biết cái giọng nó có đáp ứng chữ nghĩa nó vẫn đầy đủ. Này cái kiểu slideshow rồi, cái kiểu slideshow toàn hình thôi này. À, này cái office này mới quá, tôi không biết chữ xài. Bây giờ là muốn chiếu toàn màn hình hay là chiếu toàn màn hình? Ủa cái này nó không có kiểu. À, trên này toàn hình nè, ở dưới đây. Ở đúng rồi, rồi cái này nó hiện đại quá. Cái này thì nó nhắc cái slide kế tiếp, còn trên chiếu không thì không biết nó chuyển slide được, chiếu lại được. Hiện đại quá, dù vậy cũng khó biết xài. Giống chùi vô thằng máy biết bấm đầu, chùi vô xuống đi xuống. Rồi, cái chúng ta bắt đầu với phôi thai học hệ tiết niệu. Thì cụ thể cái phần phức tạp nhất của cái phần này là cái phần thận, sự hình thành quá thận của con người, xong rồi mới tới những cái phần bổ sung thêm như đại bể thận, bàng quang, niệu đạo, mà cái đó thì phụ. Bây giờ cái bài giảng chính thức thì bây giờ cũng có phần mục tiêu, nó yêu cầu gì nắm vững là về mặt giải phẫu chức năng hệ tiết niệu sinh dục. Rồi tại vì thận mình nó hình thành phát triển qua ba giai đoạn tiền thận, giai đoạn trung thận và giai đoạn hậu thận. Thì đó các tả và chi tiết các cái loại cấu tạo trong những cái giai đoạn đó. Giai đoạn hậu thận thì là thận vĩnh viễn á, cái thận hiện giờ mình vẫn đang sử dụng cho đến ngày ra đi của mình thì là xài cái thận hậu thận ha. Còn cái hình thành bàng quang niệu đạo thì cũng có sự tả mô tả sự tách biệt ra giữa một thận với mô niệu tiết niệu với mô sinh dục.
với nhắc cho quý vị nhớ một số dị tật, dị tật của hệ tiết niệu. Bây giờ mở đầu của cái bài thận với tiết, tại sao quý vị biết hai mùa điện xếp hai cái chung với nhau không? Là tại vì hai cái hệ thống này thực sự ra nó cái sự phát triển về phát triển mà về phôi thai học với giải phẫu học ấy, nó hay nó dính dáng xen kẽ liên hệ mật thiết với nhau, thành ra nếu tả riêng thì nó sẽ không có ý nghĩa, với lại có những cái dị tật nó cũng gắn liền với nhau nữa, thành ra mình thường thường phải tả chung, nhắc cái đó là ý niệm ban đầu đó. Thì phôi học thì nó liên hệ mật thiết với nhau, ví dụ như là về sau á, về sau đi ở nam giới thực sự ra cái dương vật á thì nhiều khi người ta chỉ quan tâm nó, nghĩ nó là cái hệ sinh dục, bộ phận sinh dục ngoài thôi, nhưng mà người ta quên mất chỉ lý hết sức quan trọng, chuyện hàng ngày luôn quan trọng hơn nữa là dương vật, là cái chồng nó có cái niệu đạo để đi tiểu đó, thành ra cái ống dẫn nước tiểu. Thì nhưng mà về sau ấy, thì vấn đề sinh tồn, vấn đề bảo tồn nội giống ấy, thì giao họp sinh dục phóng tinh ấy, thì cũng đi qua cái đường đó thôi, thành ra cái tinh dịch nó cũng đi qua đường này, thành ra cái phân biệt ra hai hệ thống nó cũng chỉ tương đối thôi. Ví dụ cái khởi nguồn á, từ cái hệ thống phôi thai nó có những cái cấu trúc như là dây nguyên sống nè, trung bì cận trục, trung bì trung gian, trung bì bên. Thì cái điều tôi muốn nhắc quý vị á, thì cái hệ thống niệu sinh dục nói chung và tiết niệu, quý vị biết tiết niệu cái gì không? Tiết là bài tiết, niệu là nước tiểu, thì là cái hệ thống tiết niệu, tức là hệ thống bài tiết nước tiểu thôi. Đó, niệu này là nước tiểu nè, tiết là bài tiết ra. Thì cái giống như hồi xưa người ta hay có cái bài niệu liêu pháp. Liêu pháp là cái chất điều trị, mà cái này sai nha, tôi khẳng định là sai, là uống nước tiểu. Uống tiểu của con nít thì uống nước tiểu sạch thì chạy bệnh này bệnh kia, nhưng mà sai lầm rất to lớn. Thì trong nước tiểu nó có nhiều chất thải độc hại lắm, có ure, có những cái chất độc uống vô không trị bệnh mà còn ngộ độc thêm nữa đó. Nhưng mà chỉ nhắc qua cái chữ niệu nghĩa là nước tiểu. Rồi nhắc cái vụ mà cái vụ trung bì á, cái trung bì này nó là cái điểm xuất phát của cái hệ thống thận ban đầu, hệ thống tiền thận nha. Cái thận của mình nó qua giai đoạn là pronephros, rồi mesonephros, với lại metanephros nha. Nếu mà muốn học thêm mấy cái từ khoa học đó, thì nó có bạc tiền thận trung thận đó, là nó là pro là tiền đó, vậy là trước đó, xảy ra trước nè, với meso là ngay trong giai đoạn đó là giữa, meso là giữa, với lại sau đó là meta là sau. Thì metanephros này nè, nephros là cái thận đó, thì cái này nó thành thận vĩnh viễn, mà hiện giờ tới lớn tuổi tới lớn mình vẫn sử dụng. Còn này cái giai đoạn đầu này nó sẽ mất đi trong quá trình thai kỳ, thì pronephros, mesonephros đó, tiền thận, trung thận, hậu thận. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái tiền thận. Bây giờ trước khi vô chi tiết đó, tôi chỉ nhắc lại những cái ý á, là nó hơi chồng chéo, là chồng chéo giữa cái giai đoạn pronephros với meso, tức là cái tiền thận nó chưa mất hẳn, thì cái trung thận nó lại bắt đầu có đó, thành ra nó dùng như chồng chéo là vậy đó, tức là cái này nó chưa mất hẳn nhưng kia có. Còn khoan, điều quan trọng hơn người ta, cái tôi có chúc mừng quý vị là tại tôi chép được trên mạng bằng một cái hệ thống, tôi lấy được cái cuốn phôi thai học năm 2015 là cái cuốn chuẩn á, để mấy thầy cô trong lĩnh vực y khoa khi mà quý vị nói phôi thai học đó, quý vị nó cũng lần màn là đã biết rồi, lên màn của mình là rất là mừng, là lên màn của năm 2015 luôn đó. Thì quý vị tâm cái bài tôi update hơn cái bài năm ngoái nữa đó. Cái này nó hơn cái bài năm ngoái là nó có nguyên mấy một loạt các cái hình vẽ để quý vị hình dung ra những cái ngày ban đầu, từ lúc cái con sao tử đực nó gặp cái con sao tử cái, rồi nó thành một cái nọn, thành một cái trứng bắt đầu chia thành nhiều tế bào là phôi dâu đó, Orilla phôi dâu đó, rồi nó mới hình thành đó. Cái giai đoạn mà trung thận của mình là nó vô khoảng ngày mười mấy á, ngày mười mấy, ngày 21, ngày 20, ngày 21 thì nó bắt đầu nó vô cái chỗ đó. Thì đó, cái cuốn này là cuốn năm 2015. Không lớn này chút cho quý vị thấy yên tâm là cái tài liệu của mình hết sức là đó, 2015 nha. Để coi như là cái tài liệu tôi dạy quý vị là mới nhất luôn á, của năm nay luôn á, Medical Embryology mà của tác giả Lâm Mạng đó, là cái
giống như là cuốn sách giáo khoa gói đầu dự của ngành khoa thể học đó. Ra cái này tôi dịch từ cuốn đó ra. Cái này tôi dịch từ cuốn đó ra. Đó với tham khảo tài liệu của trường Đại học Hòa Thạch với các tài liệu khác này. Thì cái hệ thống nó chồng chéo, nhờ nó theo cái chuỗi cái cách mà việc quá của mình á, trong cái phôi thai á, quý vị nhớ nó có quy luật chung. Quy luật chung là từ đầu cho đi tới đuôi, lúc đầu mình có cái đuôi đó, cái đuôi sao mất nó là chỗ xương cụt đó, nó rút vô. Lúc đầu rồi còn trong cái thai rồi cũng có cái đuôi chút xíu đó, thì là cái sọ đến cái đuôi, từ đầu đến đuôi á, trong cuộc sống hay tử cung thì nó sẽ có tiền thận là hậu thận. Thì cái tiền thận á, thì nó thô sơ, nó không có, chưa có chức năng tạo ra nước tiểu. Trung thận thì nó có chức năng, có thiếu chức năng trong một thời gian ngắn. Trung thận thì nó có chức năng trong một cái thời gian ngắn, còn hậu thận thì chức năng vĩnh viễn. Còn ở cái tuần thứ tư khoảng 7 lần 4 28, khoảng gần 28 ngày thì tiền thận bắt đầu hình thành rõ, có 7 tới 10 nhóm tế bào trong nằm trong cái khu vực đốt phổi cổ. Đốt phổi cổ đầu nãy chút xíu chị rõ, nhóm này tạo thành các cái tàn tích rồi thoái hóa trước khi trung thận được hình thành. Còn cái tiền thận nó chỉ phát triển ở mức độ đốt phôi rồi nó tiêu đi. Thành ra cuối tuần thứ tư đó, trong vòng 7 ngày thì các cái hình thành những cái chỉ dẫn mà mình nhìn thấy được cái hệ thống tiền thận thì nó từ từ nó biến mất. Cái tiền thận là cấu trúc nguyên sơ, xem như là sự lặp lại quá trình tiến hóa thôi. Tức là giống như là mình tin vào cái học thuyết tiến hóa của Charles Darwin đó, thì là cái con người nó cũng có những cái phân nhánh từ cái hệ thống động vật, ví dụ như cá rồi lớp lưỡng thê rồi lớp bò sát rồi lớp chim lớp thú rồi lớp người linh trưởng, cùng linh trưởng có người đó, thành ra sẽ có sự lặp lại. Ví dụ như có người thì có lặp lại với tiến trình tiến hóa, còn cái đuôi có người thì có nguyên cái hàng vú dài giống như là mấy con bò sữa, hoặc là có người thì đó từ ngập giải của bệnh thì gặp hoài, có người có vú trong nắp nữa, nó giống như không biết con giống của gì đó, có người có cái màng giống như là màng cá, trong màng nó có cái nàng hay là gì cái khè đó, thì cái thận cũng vậy, thận nó lặp lại mấy cái con cá mà miệng con cá miệng tròn cái gì cái trắng, mấy con cá nó cũng có cái tiền thận giống như mình nhưng mà nó có hoạt động, còn của người thì có giai đoạn trong phổi thai này mất. Dùng đốt sống cổ ha, rồi cổ thì từ hai dải trung bì trung gian, hồi nãy nói rồi, thì cái dải này nó còn có cái tên trong khoa học là dải sinh thận nha, thì nó ra tiền thận á. Thì cái dải này mỗi dải nó tạo ra tiền thận rồi nó tạo ra trung thận. Thì nếu quý vị đọc mấy cái sách cũ á, cái trung thận này người ta còn gọi là thể Wolf, là tại vì nó có liên quan tới cái hệ thống tiết niệu sinh dục, nó có một số cái biệt quá liên quan tới sinh dục. Với là hậu thận thì cái trung bì nè, nó nằm cái vùng này, dùng đốt sống cổ của phôi thai. Thì ngày thứ 21 thì chưa tới cái tuần thứ tư, còn ở tuần thứ ba, còn ngày thứ hai thì nói chung là nó bắt đầu nó gần vô tuần thứ tư á, thì cái hệ thống phát triển ra là nó là cái nó thành cái đốt thận, nó thành cái đốt thận nè, từ cái trung bì trung gian nè đó, nó tạo ra những cái đốt thận đó khoảng 17 tới 10 nhóm. Nó tạo ra cái nhóm đó thì cái đó là cái tiền thân của cái tiền thận ha. Rồi sau này nó lại biệt hóa tiếp đó, thì nó ra mấy cái hệ thống tiểu cầu rồi hệ thống quy ống trung thận, thì lúc này là cái giai đoạn sau nữa nè, thì lúc đó nó có tiểu thận tiểu cầu thận ngoài, thì những cái này nó sẽ làm tiền đề cho cái hậu thận về sau. Rồi cái này nhắc lại thôi, đốt phôi thận dùng cổ, tiền thận phát triển đến mức độ đốt phôi rồi tiêu đi. Thì nếu mà nhìn theo cái lá cắt dọc á, thì cái đây là mấy cái tiền thận thì nó nằm trên này, nằm trong vùng đốt sống cổ, đốt thận dùng cổ,
rồi sau đó nó tiêu đi, rồi xong ở phía dưới nó mới bị hóa dần ra thành ra mấy cái ống trung thận của cái trung thận, trung thận, rồi sau đó mới thành hậu thận. Có sự tương quan giữa nó với hệ thống khác, ví dụ như ống thần kinh, trước mình học về lý hệ thần kinh, như là ống thần kinh mà bị quá không tốt thì nó bị hở ra rồi nó lộ ra ngoài da chỗ vùng sống lưng rồi tật cột sống chảy đồi rồi đó, thì ống thần kinh nó làm gì đó. Cái hình này minh họa rõ hơn hay hình này trích trong cái cuốn Lăng Mang đó, thì hệ thống trung bì trung gian phân đoạn thì cái đó chính là tiền thận á, hơn 7 đốt, rồi xong rồi từ từ nó teo biến đi, nó teo biến đi thì nó lại bắt đầu nó có sự tạo ra cái hệ thống trung thận, những cái ống trung thận thì dần nó mới kéo dài xuống dưới này, thì ống trung thận dần nó mới có thêm hệ thống cầu thận với lại ống bài tiết nước tiểu, thì trung thận có bài tiết nước tiểu nhưng mà trong một giai đoạn thôi, thì mới liên hệ với trung bì trung gian tiền thận. Tại vì thực ra cái thai nhi nằm trong cái bụng mẹ thì cái nước tiểu nó ra trong cái nước ối rồi nó cũng được hệ thống hấp thu của cái cộng tử cung nó cũng hấp thu lại, nên nó cái chức năng nó cũng không nhiều lắm, với lại lúc đó cái máu nó được lọc chủ yếu chất độc lọc từ thận của bà mẹ nên nó cũng không có tạo ra những cái độc chất gì. Vậy là cái tuần thứ tư qua cái tuần thứ năm á, thì cái phần ống tiền thận nó sẽ mất đi, cái phần trung thận nó sẽ hình thành. Rồi bây giờ qua cuối tuần thứ tư đó, thành ra nó có sự chồng chéo gì đó, cuối tuần thứ tư qua tuần thứ năm á, thì cái trung cái nó bắt đầu nó bị nó mất cái tiền thận thì nó bắt đầu bị hóa ra trung thận. Thì trung thận nó có chứa khoảng 40 cặp vi ống thận, thì các vi ống thận đi từ trên xuống dưới hình thành bên trên rồi tiêu đi, thì tới tuần thứ năm thì nó còn khoảng 20 cặp vi ống thận. Biểu thận bị quá thành đơn vị sinh niệu, tức là nephron, thì nó có cái cụ mạch máu nó lõm vô, nó tạo thành nang bao man. Thì cái đơn vị sinh niệu của nang bao man gọi là tiểu cầu thận, là cái đơn vị sinh thận, đơn vị nephron. Thì giờ cái dạch tiền thận thì mất đi nè, giờ trung thận thì sinh ra nè, đến tuần thứ năm thì còn được 20 cặp ống để trung thận, đó 20 cặp ống, rồi ống đó nó có cái nang bao man, có cụ mạch máu, có những cái ống thận ban đầu sơ cấp, thì vậy nguyên tắc nó cũng bắt đầu tạo ra cái hệ thống nước tiểu rồi đó, nhưng mà nó đổ vô một cái ổ chung, cái ổ chung này gọi là ổ nhớp, thì ổ nhớp thì lúc này nó chưa có việc hóa rõ ra là phần bàng quang niệu đạo hay là cái phần hệ sinh dục, nhưng mà nó nguyên một cái khối lớn, cái dùng dưới đáy dùng ổ bụng của cái bào thai á. Bây giờ cái cặp ống trung thận xuất hiện ở vùng ngực, hồi đầu cái tiền thận ở vùng cổ, bây giờ nó xuống vùng ngực rồi, thì phía sau ngoài trung thận thì nó dính xuống dưới ổ nhớp, rồi cái ổ này bắt đầu tạo lòng từ dưới lên trên, thành biến cái ống từ đặc thành ra cái ống có cái lòng để nó nước tiểu, dẫn nước tiểu. Các vi ống thận thì dính vô ống trung thận, vậy đang đổ vô nhớ ha. Yeah, trung thận mà tạo ra nước tiểu thật sự là từ tuần nãy mình nói tuần thứ năm bắt đầu tạo ra trung thận đúng không, tuần thứ sáu với tuần thứ 10 thì bắt đầu có nước tiểu. Nhưng mà có sự khác biệt á, là ở nữ á, về sau cái hệ thống trung thận này nó sẽ từng từ nó tiêu biến đi, còn ở nam á, thì hệ thống trung thận với lại vi ống thận nó sẽ tạo nên một số cấu trúc của đường sinh dục. Bây giờ cái tuần thứ năm nha, cái tuần thứ năm là nó có trung thận, thì lúc đó những cái cơ quan khác thì sao, này nó diễn tả sự tương quan cái hệ thống trung thận với là những cơ quan khác thôi. Ví dụ như lúc đó bắt đầu có cái khái niệm về màng niệu dục, tại vì thiệt ra cái hệ tiết niệu sinh dục lúc đó nó cũng chưa biệt hóa rõ ra thành hai hệ thống nói chung, còn hệ thống mà cầu thận ống sinh niệu thì nó nằm ở đây đó, thì nó có kèm theo cái hệ thống ống trung thận ở đây, còn cái ruột của mình thì nó nằm phía ngoài, nó mới dính dáng vô. Còn cái tiếng sinh dục thì lúc đó nó vẫn còn chung, vẫn còn dính vô cái hệ thống ống trung thận. Vậy bây giờ qua cái tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, nhưng mà bởi vì nó có cái sự chồng chéo nhau thì thiệt ra là từ cuối tầng thứ 4, cuối tầng thứ 4 là gần bắt đầu mất cái hệ thống tiền thận đúng không? Đấy tôi vừa nói xong. Thì bởi vì họ nói chập chéo rất chính xác, thì thiệt ra cái hậu thận nó bắt đầu có rồi đó. Cái hậu thận thì nó có liên quan tới cái phần sau của cái phần mô thận, ví dụ như nó thành ra đài bể thận nè, thành niệu quản,
với lại hệ thống ống góp của cái trong thận. Thì nguyên cái hệ thống đó, thì lúc đó nó sinh ra là từ một cái túi thừa ở thầm sau của ống trung thận, gần đến nơi mở và ổ nhớp, gần tới ổ nhớp đó, thì cái đó gọi là mầm niệu quản. Vậy là từ cuối tuần thứ năm, lúc đó là trung thận mới là hoạt động chính nha, nhưng mà hậu thận bắt đầu rồi đó, hậu thận bắt đầu nảy mầm, thì nó nằm ở cái đoạn đuôi của giải sinh thận, thì giải thận không chia đốt nữa mà gọi là mầm sinh hậu thận, ép mầm sinh thận. Vậy nó nằm ở gần ổ nhớp nè, nó gần ổ nhớp, đây cái đầu của cái thai nhi, cái này cái đuôi của cái thai nhi, đó hệ thống máu huyết quản tuần hoàn để đi từ rốn đi vào đây. Thì cái gan lúc đó còn mới là cái chòi thôi. Thì cái nhắc lại cái hệ thống trung thận nè, thì dưới này nó thành ra cái giải sinh thận. Cái giải sinh thận này là nó là cái mầm sinh ra cái hậu thận á. Thì còn cái mầm sinh hậu thận á, thì sau này nó việt hóa nữa thì nó ra cái hình đậu niệu quản, ra thành phần đại bể thận. Còn cái mầm sinh hậu thận đó thì nó có hai phần, phần nữa là phần trung mô. Nhưng mà cái phần trung mô này nè, thì bây giờ hai cái nó góp lại từ từ nó phát triển như sao. Bây giờ mình tập trung dưới này nha, cái này bây giờ nó phát triển ra. Bây giờ ống trung thận phía trên, cái mầm sinh hậu thận là phía ngoài ha. Rồi còn cái nụ niệu quản thì phía trong. Thì cái phần nụ niệu quản thì nó sạch đầu, nó biệt quá, nó chia cầm chia lớp, phân cành phân nhánh với chia thành từng lớp từng tầng. Thì nói chung từ lúc ban đầu cho tới lúc bắt đầu nó hình thành ra quả thận thai nhi á, thì nó sẽ ra thành cái hệ thống đài bể thận nha, hệ thống đài bể thận với lại cái niệu quản nè, niệu quản với đài bể thận. Còn nó lại lấn tiếp lên trên á, thì nó ra cái gì vậy, nó ra cái ống góp đó. Cái ống góp này nó sự nối kết giữa cái hệ thống về cái ống góp á, là sự nối kết giữa cái hệ thống nụ niệu quản dính vào mầm sinh hậu thận. Còn cái phần mầm sinh hậu thận á, thì nó mới tạo ra cái phần đám tế bào trung mô rồi vỏ thận vân vân đó, rồi nó tạo ra cái hệ thống phân chia giữa cái vùng vỏ với vùng tủy của thận đó. Thì đám tế bào trung mô này nó sẽ biệt hóa tiếp. Rồi việc cái đầu dứt ra nụ niệu quản chia thành hai nhánh, cái thích mình thôi, cái này tả kỹ ra thôi. Rồi nụ niệu quản phân cành phân nhánh nè, thành tạo ra đài bể thận bốn lần, thì ra cái đài bể thận lớn, rồi ra đài bể thận nhỏ, rồi hệ thống lại tạo ra các cái ống góp, rồi tổng cộng nụ niệu quản phân cành phân nhánh khoảng 12-13 thế hệ. Đó, cái cách chia 13 thế hệ đây có cái sơ đồ mô tả rõ luôn. Nó chia ra bao nhiêu lần thì từ từ nó chia ra thành những cái nhánh nhỏ vậy. Thì đầu xa nở to thành bể thận tương lai. Đây, bể thận đây. Còn ống cấp 1 nở to thì ra đài bể thận lớn, ống cấp 2, cấp 4 thận nhỏ, cấp 5 tới cấp 12 ra ống góp. Đó, từ cấp 5 trở đi ra ống góp. Còn cái đầu hẹp dài thì đầu hẹp dài thì nó tạo ra niệu quản đây. Đó, cái cấp 5 tới cấp 12 nó ra mấy cái ống góp thì nó nối kết dần với cái hệ thống nephron, hệ thống cầu thận từ trung thận. Còn cái phần này là cái phần của cái nụ niệu quản. Cái này là cái từ nụ niệu quản nè, nó tạo ra bể thận, rồi nó tạo ra đài bể thận lớn, rồi hệ thống ống góp. Rồi bây giờ ống góp nối kết, ống góp chi nhánh nhiều lần nè, mầm sinh hậu thận bị đẩy ra chung quanh ống này rồi bị đứt đoạn, thì cái phần tế bào trung mô nó tạo ra cái hệ thống mũ hậu thận, rồi biệt hóa thành túi thận. Túi thận thì thành ra là vi ống thận. Còn đầu kia thì nối với ống góp. Rồi cái đầu kính thì có cụ mô mạch đánh lõm tạo thành năng bao mang. Rồi cái đoạn thông với cái ống góp dài dần, ống lượng gần, quay hành lê với ống lượng xè. Vậy cái bây giờ cái phần mà của cái mầm niệu quản nó đi lên, thì rồi nó nối kết vô, nó phân cành phân nhánh nãy tôi nói ha. Rồi nó nối kết vô cái phần mũ hậu thận. Rồi nó tạo cái ra hệ thống túi thận. Túi thận thì nó tạo ra như là ống lượng xa, rồi cạnh lên cạnh xuống của quay hành lê với ống lượng gần. Rồi ở đây nó nối kết vô cái hệ thống cụ mô mạch của tiểu cầu thận. Rồi cuối cùng thì nó tạo ra cái hệ thống nephron hoàn chỉnh, rồi hai cái hệ thống nó nối kết lại với nhau. Đây, cái này mô tả chính xác hơn cái sự nối kết giữa hai hệ thống nè. Đó, cái phía trên này là cái mũ hậu thận, phía này là cái hệ thống ống góp.
của cái mầm niệu quản, khi cái từ từ nó được quá ra các hệ thống túi thận, rồi ra mấy cái hệ thống ống thận này nó dính lại với nhau. Thì khi dính lại thì cái ống lượng xa, ống lượng gần, ống lượng xa nó nối liền với lại cái ống góp đó, ống lượng xa nối liền với ống góp. Thì còn bên này mấy cái cầm của quai hành lê, rồi ống lượng gần, rồi cái quai mô mạch, rồi cái nang bao màng ở đây nó có cái cụm mô mạch ở trong thành tuyến phổ thận. Cuối cùng nó thành nguyên cái hệ thống hoàn chỉnh là nơi phong, mà trong đó mình biết có sự kết nối giữa cái hệ thống mũ hậu thận, túi thận và cái nhánh của cái hệ thống mầm, cái hệ thống mầm điều quản. Hiểu không? Tôi cho làm hiểu nhớ nói tôi nhỉ. Này tôi mỗi lần tôi dạy tôi phải nhớ là ôn lại, tại thiệt ra tôi cũng không thấy thay vậy làm, bây giờ tôi đọc sách rồi. Cái này muốn coi á, nếu mà giỏi á là họ làm, nhưng mà nó khổ cái là cái phôi thai người về mặt đạo đức á là bình thường không có đụng chạm vô được. Tôi làm ngay trong cái khoa dễ bệnh 115 á, mà họ có thai, cái có thai ngoài tử cung á, cái bé bào thai nó có một khoảng một tháng tháng mấy, mà có người họ còn sinh về họ thờ cúng theo cái vấn đề đạo đức tôn giáo nữa, thành ra nó cũng có một số trở ngại á. Thực ra mình quan sát chủ yếu là khoa học thực nghiệm, là quan sát những cái sinh vật tương đối là gần thôi, như chắc chắn nó phải không hay giống như người hẳn, như mấy nhóm về linh trưởng này, chuột này chẳng hạn thì có, nhưng mà đại khái cái cách phát triển thì nó cũng tương đối giống nhau. Rồi bây giờ cái này thận thiệt nè, thận này tại vì mấy cái trường hợp mà mấy bé mà nó bị mẹ bị sảy thai gián đoạn thai kỳ á, nếu mà sinh được để nghiên cứu thì ta lấy cái mẫu thận người ta coi. Thì đến tầng thứ 16 á, thì những chuyện này bắt đầu hình thành hoàn chỉnh, như có cầu thận này nữa quý vị. Có cầu thận nè, có mấy cái ống thận, nhưng mà ống thận nó cũng là sự kết nối của hai cái hệ thống đó, thì thấy nó cũng chưa có rõ ràng biến hóa lắm. Còn cái mô mà quý vị thấy sáng háng chung quanh nó vẫn là mô trung thận, những cái mô trung thận còn non. À, còn này phía này ngoài vỏ thận nè, vô dòng này tủy thận. Rồi cứ coi như là cái thận rất là hoàn chỉnh bên trong rồi thì nó còn chưa hết. Lúc đầu đó đâu quý vị, nó nằm ở dưới, nó nằm ở trong cái vùng chậu hông á, ở phía trước xương cùng á, rồi xong rồi nó lại đi lên thì như vậy từ tầng thứ 6 rồi tới tầng thứ mấy thì đi lên vĩnh viễn, tới tầng thứ 9 nha. Tầng thứ 6 là chuyện đó xảy ra vào lúc thai được tháng rưỡi, và tới tầng thứ 9 là thai được giờ mới có hai tháng một tuần đó, mới được 2 tháng 1 tuần thôi. Từ tháng rưỡi tới 2 tháng 1 tuần thì là bắt đầu mình bé nó có em cái thai bào nhi, nó có thai nhi, nó có cái thận vĩnh viễn trong rồi đó. Thì cái thận nó đi từ cái ổ dùng chậu hông ở trước xương cùng đi lên từ từ nó mới đi đến cái vị trí vĩnh viễn của nó, rồi nó có sự kết nối vô hệ thống mạch máu, ví dụ như nảy sinh ra cái hệ thống động mạch từ động mạch chủ bụng nó ra động mạch thận, hệ thống động mạch thận phân nhánh mới gắn vô trong hai quả thận. Giờ cái lúc đầu cái hướng xoay nó cũng khác, lúc đầu rốn thận nó ở phía trước, rồi sau đó thận xoay 90 độ nên rốn thận dần hướng vào trong, rồi bắt đầu có sự gắn kết mấy hệ thống mạch máu từ những cái nhánh của động mạch chủ bụng gắn kết vô. Về tới tầng thứ 9 thì nó có hệ thống mạch máu nuôi riêng của nó, là hệ thống động mạch thận vĩnh viễn. Đó, thành ra tới đây tôi dừng lại một chút, tôi nói chuyện dị tật cho quý vị nghe. Chuyện có thiệt tôi cũng có gặp rồi, gặp kê là thận đóng thấp. Cái thận có cái trường hợp mà đó, từ tầng thứ 6 lên tới tầng thứ 9 đó, thì nó không lên được. Nó không lên được, có thể thiếu dinh dưỡng thai kỳ, một số rối loạn về dinh dưỡng trong thai kỳ của bà mẹ, hoặc bà mẹ bị mắc bệnh trong lúc có thai kỳ, cái thận nó không hoàn chỉnh được, nó không lên được cái vị trí cố định đó. Mà nhớ nha, thận khi đi lên nó ráp với cái tuyến thượng thận ở trên. Còn cái tuyến thượng thận thì nguồn gốc phôi đại học là khác nữa nha. Thành ra cái tuyến thượng thận với thận không có chung nguồn gốc phôi đại học. Cái nó chỉ đi lên thì nó ráp dính lên phía trên thôi, này nó không lên được thì nó còn dưới. Hậu quả là có một cái thận lên, có một cái thận nó còn kẹp ở dưới ổ bụng, gọi là thận đóng thấp. Nhưng mà cái chuyện là sao? Tại cái khi thận đóng thấp á, thì nó quý vị coi lại cái lúc nào nó còn dưới này. Cái lúc đó là cái tầng thứ 6 rồi cái tầng thứ 9. Thì như vậy là hồi nãy tôi nói mấy gì để ý cái vụ mà biệt hóa này tầng thứ 16 lên thì mới được vậy. Thì cái vấn đề biệt hóa này là tầng thứ ý tôi muốn nói cái thận nó không hoàn chỉnh như vậy đó.
thì đó là cái tầng thứ năm, nhớ không, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng năm bắt đầu có hậu thận. Vì như vậy chắc chắn là cái thận đóng thấp này nè, cái điều tôi muốn biện luận gì là cái thận đóng thấp này, cái mô thận nó chưa có hoàn chỉnh, nó còn non, thành ra nó không thực hiện được cái chức năng mà tiết niệu, bài tiết nước tiểu như cái khi cái thận nó thành thận vĩnh viễn đó. Thành ra tôi từng gặp một ca Chợ Rẫy xong cái sinh thiết cái thận này, cậu thì thấy mô thận nó y chang thận non hồi thai kỳ, nó chưa có cầu thận nhưng mà nó có mô trung thận nữa. Vấn đề nó kèm theo số dị tật như là nó bị hẹp mấy cái động mạch thận vô. Ở đây thì thận, động mạch thận nó đâu có nói được vô cái thận đâu, nó bị hẹp rồi nó tổn thương hệ thống động mạch, nó hồi thai nhỏ xíu rồi đó, thì thận thì phải bỏ nè đó. Hoặc là người ta dùng chữ là cấy thận tự thân, thì nếu khảo sát mà thấy thận, mô thận nó còn tương đối tốt, nó có thể tạo được cái tiểu, thì người ta cấy ngược nó lên trên cái vị trí ở trên đó, cái ghép thận tự thân có thể liên quan tới những cái hệ thống bệnh lý này. Nhưng mà cái đó thì còn có thể giải quyết được, nhưng mà giờ cái thận trên nó trình đi lên cái nó bị dướng, tức là nó không tách ra hai thận rồi nó dính vô cái động mạch chủ bụng, aorta động mạch chủ bụng ha. Thì cái mạch nuôi của nó lại là một cái nhắm của động mạch mạc treo chằng dưới, inferior là chằng dưới, động mạch mạc treo chằng dưới là thường đúng ra là nó nuôi cái nó chính, cái vai trò chính là nó nuôi cái phần đại tràng của ruột á, thì lại nó lại dính vô. Nhưng mà chỉ dính vô nó quan trọng bằng cái chuyện là cái mô thận này nó trưởng thành, là cái điều đáng sợ là cái bé này sinh ra là nó có thể bị tử vong hoặc là nó bị suy thận trầm trọng, phải có giải quyết ghép thận cho nó liền, sớm liền. Tại vì cái mô thận này nó non, nó không có biệt hóa, không tách được, rồi những cái hệ thống động mạch nó cũng bị dị dạng nữa, nó cắm vô nhưng mà nó không đúng nè. Bé này mất rồi, nó rồi xong rồi mổ ra xem thì nó bị cái thận mất ngựa này nè, cái thận mà bị dắt ngang qua cái động mạch chủ bụng đó, rồi hệ thống động mạch gánh sai lưng đó, thì cái mô thận nó dính với nhau, mô thận nó còn non ở trong. Cái bé này nó còn kèm thêm cái dị tật nữa là chút mình học xuống mình dưới là cái bàng quang nó bị hở, cái sự thành lập bàng quang nó không có hoàn chỉnh, nó bị hở bàng quang ra da luôn, cái mô bàng quang nó lồi ra trong cái bụng dưới rốn. Cũng có gặp bên Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì cũng có gặp một ca vậy, xử trí thì cũng phải tái tạo bàng quang, và nếu mà nhẹ thì nó bị này thôi, nặng nó thêm cái dự thận tạo hình móng ngựa thì tiên lượng rất là xấu. Rồi còn chưa hết, bây giờ có một số trường hợp thận nó dừng lại ở cái giai đoạn từng thứ năm, từng thứ sáu thì mô thận nó còn non luôn. Hậu quả là lúc mà sinh ra, nếu mà có hệt chút thì nó bị một thận kia thì hoàn chỉnh, và hơi xui nữa là nó bị luôn hai thận, thì cái đó phải có xử trí thay thế thận. Thì nó cái thận nó thành ra tạo nên cái hệ thống nang này, thận đa nang, với lại cái mô thận bên trong này cũng mô non nữa. Mô non đó, ví dụ như là cái cầu thận thì nó cũng chưa hoàn chỉnh, nó không thành cái cuộn mao mạch mà để nó lọc nước tiểu bình thường. Ống thận thì nó cũng ở giai đoạn ống thận, còn giai đoạn ống thận non, rồi nó có mấy mô mầm trung thận, thì giai đoạn non thì nó biệt hóa ra sụn, mô sụn đó. Thì nói chung cái thận này không có chức năng bài tiết nước tiểu vậy đó, thì là cũng phải bỏ. Với nó có thêm một nguy cơ nữa là những cái mô thận non này có thể hóa ép thành ung thư, như chút mình học như là bú quyên chẳng hạn, thì nó di căn, nó ung thư, nó xâm nhập di căn này nọ thì nó nguy hiểm đó. Thành ra thường thường là phải cắt bỏ cái thận nghịch sản này đi, rồi từ chung cái tình này thận nghịch sản trong nó có dạng đa nang. Rồi mình đi tiếp đó, tôi dừng lại một chút cho quý vị biết sự hình thành thận nó cũng gian nan lắm, rồi nó cũng có sẽ sinh ra một số dị tật. Nhưng mà bây giờ đi xuống phần dưới nữa là bây giờ nó sự hình thành những cái phần bên dưới như bàng quang đó, thì là nó bắt nguồn từ cái khái niệm ổ nhớp là ổ chung nhất, rồi tuần hồi cái giai đoạn mà thận rồi tầng thứ sáu rồi lên tầng chín, thì cái mô thận nó đi ngược lên trên đó, thì ổ nhớp bản thân nó cũng bắt đầu bị biệt hóa, tách ra để nó tạo ra cái hệ thống hậu môn trực tràng riêng, hệ thống xoang niệu dục riêng, thì tùy nam hay nữ thì nó lại biệt hóa tiếp nữa. Thì tiếp cái hệ thống xoang dục này nó có thể liên quan tới cái phần niệu đạo lúc sau, cái bàng quang và niệu đạo về sau đó, thì là phần xoang niệu dục ở đây, phần hậu môn trực tràng đây. Ở đây mình sẽ không lạ là nếu mà cái giai đoạn tách rời này nó không hoàn chỉnh, nó còn dính với nhau, thì có một số bé, nhất là bé nữ sinh ra nó bị dò âm đạo với lại trực tràng, cái đó khá nặng.
là đất. Hồi nãy tôi kể có mấy bé là vừa bàng quang bị lộ ra da, mà nó vừa kèm thêm mấy cái tổn thương như là giò bên phía trực tràng á, giò qua bên bàng quang, thì nó giật cái phần đi ra nó bị dính vào, nó thành ra phải can thiệp gấp cho mấy bé này. Thì là nó là cái bị tổn thương cái hiện tượng tạo vách niệu trực tràng và sự phân chia ống nhóm. Cụ thể cái sơ đồ này của thầy sách trong sách của thầy giáo sư Đỗ Kính đó, thì là cái vị trí đoạn cuối niệu quản ống trung thận dọc năng lượng xoắn niệu sinh dụng quá trình phát triển, thì nó cái ổ nhớp nha, ổ nhớp rồi xong rồi nó mới tách ra, rồi nó có những cái đầu cắm của niệu quản từ trên thận đi xuống, nó cắm vô rồi nó tách ra, từ từ nó tạo ra thành cái bàng quang, nó tạo thành ra cái bàng quang. Còn cái số 2 là cái đoạn cuối niệu quản này, cái này từ thận cắm xuống nè. Còn cái số 3 là đoạn cuối ống trung thận. Thì cái số 3 này về sau nó thành ống phóng tinh. Ống phóng tinh này nó thành về sau nó thành cái gồm có cái ống phóng tinh nó liên quan tới cái đường dẫn mà từ dưới tinh hoàn đi lên đó, thì nó có cái hệ thống cái túi tinh, chỗ phình ra thành túi tinh đó. Đó thì còn cái bàng quang, các bạn hình thành từ cái ổ nhớp. Tuy nhiên xuống bên dưới thì chúc mình học cái sinh dục thì nói rõ hơn, nhưng cũng nhắc thêm là xuống dưới cũng chưa thể ổn nữa. Cái phần từ bàng quang đi xuống á, thì nó đi trong cái hệ thống biến hóa ra cái dương vật của em bé, thì có thể cái hệ thống này bị quá hoàn chỉnh á, thì cái đường tiểu có thể nó đi ra thành ra lỗ tiểu đóng thấp nằm ở mặt dưới của dương vật, hoặc là lỗ tiểu đóng cao nằm mặt trên dương vật. Thì mấy bé này đi tiểu thì nó không có đi tiểu ra cái đầu dương vật, mà nó đi tiểu ở bên dưới cái bụng dương vật hoặc cái lưng dương vật. Đây là tật lỗ tiểu đóng thấp. Cái gì thấy lỗ tiểu không? Cái đường dẫn tinh nó sẽ không đi theo cái lỗ này. Đó, nó không nằm bên dưới, nằm bên dưới chứ nó không đi theo cái đường, đúng là cái kè để nó đường dẫn tinh. Thì nó đi tiểu hay thấp thì lỗ tiểu đóng thấp á hay gặp hơn, nó khoảng từ 1/500, 1/300 đến 1/500 mấy bé sơ sinh nam. Còn lỗ tiểu đóng cao thì nó khoảng 1/300.000 đến 1/500.000 mấy bé sơ sinh. Đi kèm theo với cái đó nè, ở này bé gái thì tôi nói cái lỗ bàng quang ra da nó hay đi kèm với lại cái giò, cái bắp trực tràng và âm đạo, hoặc là vách trực tràng và bàng quang trên, thì vách đại tràng và bàng quang thì nó lộ bàng quang ra cho nó cái vấn đề ổ nhớp á, với lại cái nó tách biệt không rõ ràng thì nó bị tổn thương cái phần da cho nó thiếu dinh dưỡng thai kỳ vân vân, thì cái bàng quang nó chu nguyên cái bàng quang ra phía ngoài. Rồi bài tới đây là hết về cái phần âm ít mới hết về cái phần gọi là phôi thai học của hệ tiết niệu thôi. Rồi bây giờ mình tới phôi thai học của cái thời lượng mình học, bây giờ tôi dạy thêm cái phôi thai học của hệ sinh dục. Rồi mình nghỉ với Lào nha. Rồi xong mình học tiếp cái mô học hệ tiết niệu, mô học hệ sinh dục nam. Rồi nói thêm chút xíu về bệnh học, mô bệnh học của hệ tiết niệu và mô bệnh học của hệ sinh dục nam. Thì mới hết rồi. Rồi nói vì tôi thấy cái bài hôm nay nó dài kinh khủng lắm, nhưng mà tôi thấy cố gắng là chịu khó đọc thêm, liên lạc lại thêm với tôi. Rồi bây giờ mình tiếp tục với cái bài bòn của phôi thai học hệ sinh dục nam. Cái này cũng từ nó hơi dài, ngắn bài kia được chút xíu. Rồi cái đây tôi cũng update theo mấy cái bài phôi thai học mà cuốn Lan Man năm 2015 á. Bây giờ cái giai đoạn phát triển của bây giờ mục tiêu, bài chính thức thì phải có mục tiêu. Vì mục tiêu là quý vị biết được các giai đoạn phát triển của hệ sinh dục. Thì cái đó tập trung, tại vì mình học hệ sinh dục nam, mình tập trung bây giờ phát triển trung tính trước, rồi xong rồi nó mới hình thành ra tinh hoàn và hệ sống sinh dục nam. Rồi những cái yếu tố để biệt hóa ra thành hệ sinh dục nam, đó mấy cái trường hợp mà đồng tính hay nào mấy nữ BD hay là hệ sinh dục lưỡng tính gì gì đó, thì là nó bắt đầu từ cái những cái vùng này nè, những cái bắt đầu hình thành hệ sinh dục nam, rồi nó bị tác động với những hormone vân vân. Có người thì tại sao mà nhìn bên ngoài thấy rất men, chuẩn men luôn, nhưng mà bị khoái nam, tức là bị BD chẳng hạn vậy, có thể bị tác động chỗ này nè.
chẳng hạn vậy, hoặc là có người nhìn mày rất là chuẩn nữ luôn, cũng là beauty lady luôn nhưng mà lại phái nữ chẳng hạn vậy, nhiều nhìn mày ngoài chẳng hạn thì cũng bị ảnh hưởng mấy cái hormone sinh dục chỗ này nè đó. Nhưng mà còn cái khác thì phải phẫu thuật tạo hình thì có khi là ra hai hệ thống sinh dục, rồi có khi là hệ thống sinh dục nữ nhưng mà giả nam, rồi hệ thống sinh dục không nữ giả nam có, còn nam mà giả nữ thì cũng chưa thấy. Rồi cái giải thích được những phát triển, tại vì nữ nào nó có dạng giống giống như dương vật, rồi giải thích được những cái sự bất thường về thoái của quan sinh dục nam. Rồi bây giờ khoan, trước khi vô cái nam hay nữ, bây giờ mình làm cái so sánh chứ đi. Làm cái so sánh đó là bây giờ thầy, tại vì trước khi vô chẩn thì giờ mình biết cái chẩn. Chẩn là giờ chẩn của hệ thống sinh dục nam, chẩn hệ thống sinh dục nữ là những cái gì, rồi nó liên quan tới cái gì so sánh hai bên. Bây giờ tuyến sinh dục nè, đường sinh dục nè, cơ quan sinh dục ngoài đó, sinh dục mà nếu học chẩn thì nó phải ba hệ thống như vậy, mô và giải phẫu. Thì giờ trong tuyến sinh dục á là cái vừa tạo ra cái giao tử đực và cái nam và nữ, rồi tạo ra cái hệ thống tế bào mà nó là tế bào yểm trợ hỗ trợ cho mấy cái tế bào sinh dục như là tế bào sắc ly, rồi nó lại tạo ra những hệ thống tế bào nội tiết sinh dục như là tế bào tiết ra androgen, testosterone sinh dục nam, hoặc là những cái tế bào buồng trứng tiết ra estrogen nội tiết tố nữ. Thì nó phải ba nhóm tế bào đó. Thì tế bào mà sinh dục á, ở nam thì có tế bào dòng tinh, ở nữ thì có tế bào dòng noãn, noãn chính là được rác vâng. Còn cái tế bào mà có tính chất biểu mô á, thì cái tế bào nó nằm chung vô trong ống sinh tinh, nó nằm cạnh bên mấy cái dòng nguyên tinh bào á, thì nó có tế bào Sertoli. Thì nó hỗ trợ cung cấp dinh dưỡng, nâng đỡ bảo vệ cho cái dòng sinh tinh. Còn bên này nó có những cái tế bào nang cạnh những cái tế bào noãn. Còn tế bào nội tiết á thì là tế bào kẽ, cụ thể là tế bào Leydig ở tinh hoàng nam giới, và tế bào vỏ trong buồng trứng của nữ. Còn cái đường sinh dục chồng, đường sinh dục chồng thì nói chung là hệ thống ống dẫn tinh. Hệ thống ống dẫn tinh thì ống thẳng lưới tinh, tức là từ tinh hoàng đi ra có ống thẳng, có lưới tinh, ống ra, ống màu tinh, ống tinh, ống phóng tinh, túi tinh. Còn bên hệ thống sinh dục nữ thì nó là hệ thống mà nó hỗ trợ cho vấn đề rụng trứng ra ngoài buồng tử cung, vấn đề hỗ trợ cho vấn đề thụ tinh sinh dục, ví dụ như là tinh hoàng, tinh trùng nó vô thì nó phải đi theo cái hệ thống âm đạo, rồi nó lên tử cung, rồi nó lên bòi trứng, rồi nó gặp cái nang noãn ở đâu quý vị, ở trong bòi trứng á, rồi nó mới thành cái phôi ban đầu, rồi cái phôi đó nó mới đi xuống cái buồng nội mạc tử cung, rồi nó mới cắm vô buồng nội mạc tử cung, rồi nó mới làm tổ đó, nó mới ra cái thai đó. Thì nguyên cái hệ thống đó là bòi trứng tử cung âm đạo. Còn cơ quan sinh dục ngoại thì nó liên quan tới vấn đề quan hệ tình dục để tạo ra em bé, thì có dương vật, có âm hộ và phía ngoài nữa. Thì như vậy nó có nhiều phần, giai đoạn đầu, giai đoạn trung tính thì nam hay nữ đều cũng phải qua giai đoạn này rồi mới biệt hóa giới tính. Thì các giai đoạn đó nó đều có liên quan tạo tuyến sinh dục, hình thành đường sinh dục với cơ quan sinh dục ngoại. Đó, cái thở ban đầu, cái thở ban đầu đó là quý vị thấy đưa ra cái khái niệm hậu thận là từ thứ mấy, từ thứ năm, từ năm và từ thứ sáu nha. Bắt đầu quý vị thuộc được một số cái mốc phôi thai học quan trọng trong cơ thể mình. Thì bởi vậy nên nói hệ tiết niệu với hệ sinh dục nói chung, thì tế bào sinh dục nguyên thủy nó cái phần nội điều quản thì không liên quan, nhưng mà nó cũng từ cái giải mầm trung thận, rồi nó bắt đầu nó hình thành ra cái mô hậu thận, thì cái tế bào sinh dục nguyên thủy nó ở cửa buồng đó luôn. Rồi xong thì bắt đầu nó biệt hóa tiếp từ ao đây, thì bắt đầu nó ra cái hệ thống màu sinh dục riêng. Màu sinh dục riêng này nó ở cạnh với lại cái hệ thống mô mập, mô hậu thận á, thì cái màu sinh dục nó cũng liên quan tới cái hệ thống mô hậu thận thành cái màu sinh dục. Còn cái hệ thống ống tiêu hóa thì nó ở giữa, nó riêng. Thì giờ cái sau đó nó tách ra, tức là cái phần mô hậu thận á, thì nó tạo ra cái hệ thống
với cái mô trung thận và hậu thận thì cái ống trung thận rồi vi trung vi ống trung thận rồi từ từ nó mới bị quá tạo ra cái phần hậu thận mà nang nang các cái đơn vị tiết niệu nephron. Còn trong khi đó thì bắt đầu cái dây sinh dục nó bắt đầu tách biệt ra ở vùng vỏ, thì lúc này nó qua khoảng tầng thứ sáu thì cái ống còn cái ống cận trung thận này quan trọng như cái này thì nó thành nang nephron đó, thì cái này nó thành ra cái hệ thống tiết niệu, còn cái này nó thành hệ thống sinh dục. Thì như cái hệ thống sinh dục này là cả nam nữ đều có, gọi là hệ thống tiết sinh dục trung tính nguyên thủy. Bây giờ cái giới tính của mình đó, thứ nhất là được quyết định bởi cái nhiễm sắc thể X và nhiễm thể Y. Rồi sự giới tính nguyên thủy thì có mặt của tuyến sinh dục quyết định. Còn giới tính nguyên phát là có mặt của đường sinh dục trong, những cơ quan sinh dục ngoài quyết định. Rồi giới tính thứ phát là xuất hiện sau tuổi dậy thì. Vậy theo thứ tự thời gian đó, thì giới tính nguyên thủy là trong khoa đại học nè. Thì lúc đó là mình quan trọng là mình thấy được cái tuyến sinh dục nào. Rồi giới tính nguyên phát á, thì là cái lúc sinh ra thì nó có cái đường sinh dục nào với cái cơ quan sinh dục ngoài như thế nào. Bây giờ cái hiện ra thì nếu mà tuy lúc đầu nữa thì ngay tuần thứ 3 thì tế bào sinh dục nguyên thủy nó đã xuất hiện trong tuyến nở hoàng gần cái túi niệu rồi. Để túi nở hoàng nè, túi hoàng nó nằm ở vùng rốn thai nhi, đây cái đầu của thai nhi, đây là cái đuôi của thai nhi. Vùng rốn nó có nguyên cái hệ thống dây tế bào, nó là dây tế bào sinh dục nguyên thủy, rồi nó mới di chuyển vô cái phần ống trung thận, nó di chuyển nó ráp vô cái phần ống trung thận. Thì lúc đó từ tuần thứ 3 bắt đầu qua tuần thứ 4. Và cái tế bào sinh dục nguyên thủy thì nó có nhiều glycogen, có dọc mỡ di cư theo cái mạc treo ruột, rồi ruột lưng, rồi đến mầm tuyến sinh dục. Mầm tuyến sinh dục nằm ở phía trước trung thận, mầm tuyến nằm đây trung thận, nó nằm phía trước trung thận. Đây nằm lát cắt ngang thì nó đây nó cái mầm tuyến sinh dục đó, nó di chuyển từ cái hệ thống túi nơ hoàng đi ra. Cái tế bào sinh dục nguyên thủy tác động vào nguyên tăng sinh tế bào thì tạo ra dây sinh dục nguyên thủy. Thì nó cắm vào cái tế bào trung mô của trung bì trung gian. Thì từ cái trung bì trung gian này nó tạo ra tiền thận trung thận á, tiền thận. Thì nó tăng sinh thì nó bao lấy cái tế bào, cái phần tế bào trung mô nó bao lấy tế bào sinh dục nguyên thủy. Rồi nó tạo ra dây sinh dục nguyên phát, như là bên trong thì có tế bào sinh dục nguyên thủy, phía ngoài là có tế bào trung mô. Rồi cái dây sinh dục nguyên phát này là nó mới dài ra cái dây sinh dục nguyên phát đó, nó có cái phần tế bào trung mô của trung bì trung gian nó bao lấy. Rồi dây sinh dục nguyên phát cộng với biểu mô phụ nó sẽ ra tuyến sinh dục trung tính ở tầng thứ sáu, tương ứng lúc bắt đầu tạo cái trung thận, rồi từ từ sinh ra hậu thận. Thì cái về trung thận với lại tuyến sinh dục trung tính á, thì nó treo vào thành lưng, rồi tuyến sinh dục mới phát triển, rồi nó treo vào trung thận bởi mạc treo sinh dục đó. Rồi xong rồi mạc treo trung thận tạo ra dây chằn hoành, tạo dây chằn bẹn, rồi trung thận thoái hóa, tuyến sinh dục trung tính treo vào thành lưng tầng thứ sáu. Thì từ tầng thứ sáu đến tầng thứ bảy á, thì cái phần dây sinh dục nguyên phát đây, cái phần trung thận đây, thì hai cái nó còn dính với nhau nhưng mà nó đầu nó tách ra đó. Thì cái phần này là phần ống trung thận, vậy nói chung nó còn nằm ở lưng. Còn cái ổ nhớp bên dưới này thì nó bắt đầu tạo ra cái xoang niệu sinh dục đó, giống như nãy mình nói, nó tách ra một phần phía sau, nó thành ra đại trực tràng, còn phần trước đó, thì nó thành xoang niệu sinh dục. Bây giờ trong cái cơ quan sinh dục ngoài, bây giờ cái phần ổ nhớp á, cái phần trên á, thì nó tạo ra cái củ ổ nhớp, nếp ổ nhớp với màng nhớp. Thì cái này nó sẽ bị hai hướng nè. Một là nó sau này nó thành ra ví dụ như là âm vật, rồi hệ thống âm đạo đó, rồi hệ thống môi lớn môi bé. Nhưng mà còn cái hướng của nam giới thì cái này từ từ nó dài ra, nó thành ra cái phần dương vật.
rồi nó khép lại cái này. Thì lúc đó là cái lúc đó nó có những cái tên như là nếp niệu sinh dục, rồi màng niệu sinh dục đó, rồi màng niệu sinh dục nó mới bắt đầu tách ra. Còn bên dưới này thì nó liên quan tới cái phần hormone trực tràng, đại tràng đi ra thì nó tạo ra cái lỗ hormone, cái hormone đó, cái tật mà bé không có hormone thì nó sẽ liên quan cái chỗ này nó không tạo ra được. Thì tầng thứ năm thì đó này gồm lại tầng thứ năm thì có ổ nhớp hai nếp, rồi cũ ổ nhớp, gờ ổ nhớp, cũ ổ nhớp đây, gờ ổ nhớp đây, rồi ngăn thành ổ nhớp ngăn ngăn điệu sinh dục với lại ống hormone trực tràng đó. Nãy giờ tôi giải thích như vậy. Rồi bây giờ cái bây giờ bên nam thì sao? Giờ mình tập trung nói chuyện bên nam trước. Bây giờ bên nam cái phần phía trên mà nó gắn với trung thận á, thì nó sẽ bị quá ra tinh hoàn. Thì cái dây sinh dục tỉ dày ra thành ra dây tinh hoàn. Dây tinh hoàn tách khỏi biểu mô phụ cái sinh dục. Trung mô thì nó tạo ra cái màng trắng nó bao cái tinh hoàn lại. Rồi biểu mô phụ tinh hoàn thì nó thoái hóa đi. Vách sơ nó chia tinh hoàn thành các tiểu thủy. Vách sơ chia tinh hoàn các thầy. Thì cuối cùng ra thì nó thành ra cái tinh hoàn nguyên thủy. Vậy tinh hoàn nguyên thủy ở đâu quý vị? Ở trên lưng á. Trên lưng chung với chỗ trung thận á. Thành ra nó ngược. Cái thận á thì nó đi từ ở dưới ở dưới cái ổ bụng, ở dưới cái phần ổ nhớp á, đi lên trên lưng. Còn cái tinh hoàn á thì nó đi từ trên lưng nó đi xuống dưới, nó xuống dưới bìu, rồi nó mới thành tinh hoàn chuyển thận. Thành ra hai dây thận nó khác nhau. Tinh hoàn mà bị tinh hoàn ẩn thì nó nằm trong ổ bụng đó. Tôi muốn nhấn mạnh mấy cái điểm đó, là lúc đầu thì tinh hoàn nó ở trên, ở chung với cái ống trung thận á, nó nằm ở trên vùng lưng á. Đây là tuần thứ mấy? Tuần thứ bảy. Rồi các cái dây tinh hoàn nó lại phân ra thành ra những cái hệ thống ống sinh tinh, thì nó tạo dây xanh tạo thành tinh trùng ở đó. Còn tế bào trung mô thì trong cái dây sinh dục nguyên thủy thì nó lại tạo ra cái tế bào Sertoli như trẻ rồi thì đọc theo kiểu người Việt. Ở ống sinh tinh chưa có lòng ống nhưng mà bắt đầu chưa có biệt hóa ra dòng tế bào tinh bào. Rồi tiếng kẽ thì hình thành ra giữa các cái dây sinh dục nguyên thủy. Thì cái tiếng kẽ đó về sau nó có tế bào Leydig trong đó. Tế bào Leydig nằm trong phần tiếng kẽ đó. Cụ thể là lúc này nó vẫn còn dính với lại cái ống trung thận nha quý vị. Bên này, phía này là tiền thân của tinh hoàn đó. Đó thì cái hệ thống màng trắng, hệ thống ống sinh tinh, rồi cái dây chằng bẹn này dưới này, tinh hoàn đi xuống cuối cùng nó tạo ra lỗ bẹn. Ồ, cái này diễn tả sơ đồ từ thở bắt đầu, từ thở bắt đầu rồi qua tầng thứ 7, rồi qua tầng thứ 12, ra tầng thứ 20, 21. Thì nói chung là lúc đó bắt đầu cái sơ đồ thì chúng nhấn mạnh quý vị là lúc đó tế bào Sertoli ở phía ngoài tinh nguyên bào nó ở trong cái ống sinh tinh. Thì đại khái là bắt đầu từ cái tuần 20, 21 trở đi thì nó bắt đầu nó có sự biệt hóa ra hệ thống ống sinh tinh với lại cái tế bào hỗ trợ, tế bào Sertoli cho. Rồi bây giờ nó đi xuống được tới bèo, chui xuống được tới bèo thì là sao đó. Thì lúc đó nó bị cái ống thẳng và lưỡi tinh thì này nó thuộc hệ thống ống dẫn tinh, hệ thống dẫn tinh. Còn phía trên tinh hoàn thoái hóa đi để đại di tích. Rồi phía dưới tinh hoàn bắt đầu thoái hóa đi, rồi ống trung thận dọc. Thì ống trung thận dọc thì từ từ nó biến hóa ra theo hướng cái bên hệ thống tiết niệu, hệ thống vô thận. Vì nó sẽ đi từ cái tinh hoàn, nó đi từ trên trong ổ bụng nè, nó đi dần dần nó di trú xuống dưới bìu. Nó mới ra được tới trong lúc mới bé mới sinh ra thì tinh hoàn nó nằm trong bìu, nằm ở bụng bên dưới. Thành ra mấy cái cô nữ hồ sinh, bác sĩ đỡ xong thì họ sẽ ghi chú là bé nó có đủ một hay hai tinh hoàn hay là không có tinh hoàn trong bìu hay không. Thì cái lúc mà đỡ xong là phải ghi cái chuyện đó. Tại sao? Tại vì nếu mà tinh hoàn nó còn nằm trên này sau này nó có thể bị teo đi, ảnh hưởng tới vấn đề sinh đẻ hoặc là nó chuyển thành ung thư tinh hoàn. Chút tôi giới thiệu trường hợp đó xem. Đó, thành nói chung là cái con đường đi nó đi là từ trên cái vùng lưng này bị hóa ra thận rồi đó. Đó, nó đi xuống rồi nó chui vô trong biểu. Khoảng bắt đầu qua tháng thứ 6, tháng 6 thì bắt đầu đi xuống tới nơi. Bây giờ nói chuyện bị hóa giới tính nè. Bây giờ giảm năng tiến sinh dục nguyên phát là cái con đường nó đi vậy đó quý vị, là nó phải qua cái hệ thống hormone
nó bài tiết thì nó kích thích nó mới đi được. Thành ra nếu mà bị suy giảm cái hormone ở vùng dưới đồi tuyến yên đó, thì có thể là cái tuyến sinh dục nó không đi xuống, thì nó tạo ra mấy cái hội chứng giả nam giả nữ nè, clinofitter và chứng tụt nơ. Đó giờ là tụt nơ là mấy cái người phụ nữ mà nhìn không có trưởng thành đó, không có thành phụ nữ trưởng thành được đó, thì là quan tụt nơ. Còn clinofitter là cái người đó nhìn thì có cấu trúc giống nữ nhưng mà thiệt ra bên trong là nam, có từng là gì XXE đó, thì là clinofitter. Thành ra mới gọi là lẫn tính giả là vậy đó, tức là thì lúc đó thì do cái yếu tố nội tiết là chính đó, thành ra mới ra cái dạng là giả nam, do thiếu cái testosterone thì tinh hoàn nó không có xuống được, không thấy tinh hoàn bên ngoài, nhưng mà nó có thể vẫn còn chức năng sinh tinh trùng, hoặc là nó thiếu một cái sức men thì nó không bị khóa để được cái tinh hoàn rõ. Còn cái lượng tính giả nữ thì là cái đó, cái hội chứng clinofitter này nè đó. Vậy cái tinh hoàn á, tinh hoàn mà nó không, nó còn ở trong ổ bụng á, thì nó gây ra tật tinh hoàn ẩn, cryptorchidism, thì nó chui được tới ống bẹn thì được 42%, nó tới được bìu 48%, nó xuống được bên trong cái bìu á, này nó lên được mấy trong ngọn trong ống bẹn xuống tới bìu á, thì nó được đa số, nhưng mà một số trường hợp mà ẩn á, thì 48% nó nằm ở trên này, thì mổ kéo nó xuống đó. Mấy ống sinh tinh mà nếu mà nó còn kẹp lại trên ổ bụng thì nó bị teo lại, nó bị sơ. Rồi bây giờ nhắc lại cái vụ ổ nhớp. Cái ổ nhớp bây giờ từ cái tầng thứ 6 qua tầng thứ 7, bây giờ mình nói riêng chuyện nam thôi, thì cái củ nhớp nè, củ nhớp nó bắt đầu nó phình lên thì qua tháng thứ 3. Thành ra bây giờ siêu âm mà không, cái này tôi nói nha, tại vì nó liên quan tới chuyện quyết định giới tính thai nhi, nó hơi nguy hiểm. Cái luật của quốc hội thông qua mình là không có được cho biết giới tính nam nữ trong thai kỳ, nhưng mà vấn đề tò mò của bố mẹ thì cũng có đó. Thành ra bây giờ tại sao siêu âm cho em bé thì là tháng thứ mấy siêu âm biết nam nữ vậy? Tháng thứ chắc ăn là tháng thứ 5, còn cuối tháng thứ 4 bắt đầu siêu âm có thể biết, nhưng mà chắc ăn nhất phải từ tháng thứ 5. Tháng thứ 5 tức là được thai được 20 tuần, nhưng mà thiệt ra là tới cái tuần thứ 14 là nó bắt đầu cái ổ nhóm đi ra thành cái dạng củ dương vật rồi. Nhưng mà cái đường tiết niệu, cái đường niệu đạo nó bắt đầu hình thành theo, nhưng mà nó cái phần biểu mô quy đầu nó phải khuyết vô thì cuối cùng nó mới ra được cái niệu đạo hoàn chỉnh. Thành ra cái tật lỗ tiểu đóng thấp hay lỗ tiểu đóng cao là do cái này, do cái vấn đề tạo này, thì nó sẽ bị ảnh hưởng ở khoảng cái tuần thứ sau, cái tuần thứ 14. Đó, sau tuần 4 là khoảng tháng qua tháng 3 tới tháng 4. Thành ra tôi nói là cuối tháng 4 thì biết được cái hệ sinh dục ngoài của nó, có thể biết đoán được là nam hay nữ. Rồi. Thì nói chung là nó là giai đoạn biệt hóa ra dương vật. Rồi, cái đoạn đầu của cái củ sinh dục ở ống nhớp thì nó thành ra quy đầu, chung mô ở mặt lưng, thì nó chia ngoại bị đoạn hai lá, lá ngoài, lá quy đầu, lá ngoại bị bao quy đầu, nếp quy đầu thì nằm giữa hai lá. Đó này nó ra những cái chi tiết liên quan tới cái tạo ra cái dương vật hoàn chỉnh. Giờ cái bìu em bé, bây giờ những cái liên quan như cái lá quy đầu này nó thành ra cái bao da quy đầu, thành ra cái tật hẹp da bao quy đầu là do cái sự cái giai đoạn này nó không hoàn chỉnh, tật hẹp đúng không? Đó, người ta quan sát cái này, người ta quan sát qua cái bầu người ta, đúng rồi. Bây giờ nó có một cách quan sát cái không có mổ vào trong cái bụng bé, bào thai bé được, nhưng người ta có nội soi vô cái trong cái tử cung của bà mẹ, rồi họ đi qua hệ thống nước ối, nhưng mà cái kim siêu nhỏ, cái kim nhỏ và cái hệ thống thu hình cực bé luôn, hơn cả hệ thống giám điệp luôn. Đó, nó vô coi thì ở đây tới này tháng thứ mấy, cái tuần thứ 7 tới tuần thứ 14. Đó, tuần thứ 7 tới tuần thứ 14 thì bắt đầu của nhóm nó nồi ra thành cái đầu dương vật, trong nó có cái khe đó, thì đại khái nó hình thành cái hệ thống niệu đạo, rồi cái đầu dương vật nó mới tạo thành cái lỗ, nó nối liền cái khe đó, thì cuối cùng nó ra cái hệ thống niệu đạo của cái bé trai.
còn hai này hai cái hình thành hai cái phân biểu đó, thành ra cái tật lỗ tiểu thấp là do cái bệnh đó. Còn giờ cái vụ di chuyển của tinh hoàn nè, thì tháng thứ năm ra thiệt ra tới tháng thứ năm mà mình siêu âm mình thấy mà nói trai hay gái thì thiệt ra mình thấy dương vật á, chứ còn tinh hoàn thì nó mới là chưa thấy, nhưng mà thấy nó hơi nhô lên thôi, thấy cái bìu nó nhô lên chút xíu. Còn cái khoang màng bụng tạo hình nóng màng bụng màng tinh kéo tinh hoàn xuống, thì nói chung là bắt đầu từ tháng thứ năm nó bắt đầu di chuyển xuống, nó đi di chuyển dần, thì cái chỗ này nó cho cái mối tương quan tại sao người ta bị thoát vị bẹn. Cái hình thành nó bẹn á là do cái tinh hoàn nó đi xuống, nó tạo ra cái lỗ bẹn, cái lỗ bẹn này nó tạo ra cái ống bẹn đó, thì từ từ nó khép lại, nó khép lại thì sau này ruột nó mới bị chui vô cái lỗ bẹn đó. Và từ tháng thứ năm qua tháng thứ sáu thì tinh hoàn nó xuống được tới phía trên của cái bìu. Từ tháng thứ bảy tới tháng thứ tám thì tinh hoàn nó vào hẳn trong cái bìu, thì nói chung là bé sinh ra mà có cơ thể hoàn chỉnh thì khoảng khoảng tháng thứ tám là sinh ra nó cũng cơ thể tương đối hoàn chỉnh rồi, nó thành ra nhiều bé nó sinh non mà có thể nuôi được, thì cuối tháng thứ bảy qua đầu tháng tám thì cũng có thể nuôi được rồi, tại vì lúc đó mấy cái hệ thống như tinh hoàn nó ra được tới bìu rồi. Rồi liệt kê ra mấy cái dị tật liên quan tới cái vụ tinh hoàn đi xuống đó, thì nó bị lạc chỗ, nó còn trong bụng nè, rồi đó trên con đường đi của nó tạo thành cái hệ thống ống bẹn, hệ thống ống bẹn là sau này nó bít lại thành lỗ bẹn đó, thì nó bị hở thì nó bị thoát dị bẹn, rồi nó đi không xuống tới nơi thì bị thiếu tinh hoàn. Còn thừa tinh hoàn thì cái đó là do cái vấn đề phức tạp này, nó cũng hiếm lắm, tôi cũng chưa gặp bây giờ, nó có liệt kê ra có thể nó có thêm một cái tinh hoàn trong cái quá trình tạo ở bên trong cái chỗ trung thận, rồi bị dính tinh hoàn thì cũng hiếm. Rồi cái ống dẫn tinh mở vô niệu quản thì cũng hiếm. Nói chung này liệt kê ra cho hết rồi, chứ chuyện thường gặp nha là tinh hoàn lạc chỗ nè, rồi lỗ tiểu đóng thấp đóng cao nè đó. Còn dương vật kép, dương vật kép là tại vì này nè quý vị, cái chỗ này nè, cái chỗ coi hình này cho nó thật hơn, cái chỗ này nè nó tách ra, cái nó tách thành hai luôn, nó thành hai dương vật, có người có hai dương vật lận chứ không phải một đó, cũng có nhiều người quảng cáo cho YouTube nữa hai dương vật mà không biết cái nào xài được, trong mà không biết cái điệu đạo thì nó có thể cũng tách làm hai luôn, hoặc là nó có con cái có điệu đạo, còn có con cái để chừng cho vui thôi, nó cũng có điệu đạo không đi tiểu được, nó thiệt ra đi tiểu có một đường có một bên đó, thành dương vật kép nghe thì có thể ghi gớm, thiệt ra có cái xài được cái không xài được đó, dương vật nhỏ. Rồi hay gặp nhất là cái đó, cái quá trình mà nó khép cái lá quy đầu rồi nè, đó nó là thành lớp biểu mô, nó khép lại thành đau da quy đầu, nó bị thiếu bị hẹp, cái nó thành ra cái hẹp bao quy đầu đó, những chuyện đó là chuyện hay gặp trong cái hành nghề y khoa của mình đó. Đó còn nói riêng về cái phần thoát dị bẹn liên quan tới cái chuyện tinh hoàn nó đi xuống đó, thì trên con đường trên cái con đường nó đi thì nó có thể không thì cái tinh hoàn đi xuống thì này, cái hình này nó không rõ bằng cái hình này nó giải thích cái thoát dị bẹn rõ ràng hơn. Nó đi xuống rồi cái màng bụng, thành ra cái thoát dị bẹn thì ra nó nằm phía ngoài cái màng bụng phúc mạc, rồi sao nó kéo phúc mạc đi theo, rồi nó thành ra cái ống, cái này thì nó thành ra bên nữ thành ra ống âm đạo, còn cái tinh hoàn thì nó chui vô đây thì mới là ống bẹn. Này ống bẹn, cái này nói thêm thôi thì như vậy, có gì thắc y thì ra nam giới, lúc ban đầu không có thắc y thì ra nữ giới, còn phát triển tinh hoàn thì từ tiết sinh dục trung tính thành ra tinh hoàn, còn thì nó tùy thuộc vô cái yếu tố gọi là TDS, TDS thì là nếu mà không có TDS thì tiết dục trung tính nó thành ra buồng trứng, nó bị ảnh hưởng bởi cái gen, cái gen nó nằm trong cái nhiễm HIV. Nói chung vậy quyết định giới tính là nhiễm HIV, nhiễm HIX quý vị, nhiễm HIV không có Y thì ra nữ, có Y thì ra nam, cái chính là vậy, cái gen nó nằm ở trong gen TDS, nó nằm trong cái gen Y, cái nhiễm HIV. Nhưng mà vậy ở giai đoạn sớm thì đó, nó là cái xong bây giờ nó cái Y thì cái gen nó nằm ở như thế Y, bây giờ còn cái gen ZFY hoặc là ZFX thì là nó liên quan tới tế bào sinh dục nguyên thủy ở mầm sinh dục.
còn SRE thì là quyết định giới tính nằm trên nhiễm thể Y. Thì có AE thì sớm thì răng trai, còn không có SRE răng gái. Thì nói chung là nó cũng liên quan mấy cái gen đó, như là gen TDF nè, rồi gen ZSRE đó. Chứ mà bây giờ ngoài cái đó ra, bây giờ nội tiết tố ảnh hưởng thì sao? Bây giờ quan trọng là SRE rồi nó thành TDF. Rồi lúc đó có tế bào Sertoli thì nó tiết thêm cái AMH. Thì AMH này nó tác động lên tế bào lây tiết, nó sản xuất ra nội tiết tố nam. Thì chính nhờ cái tức là trong bào thai nó đã có sự tác động của hormone sinh dục rồi nha. Tức là cái hormone sinh dục nam thì nó mới giúp cho tạo ra dây nối niệu sinh dục, ống trung thận ngang biệt hóa dọc và phát triển thành bộ dẫn tinh. Nhưng mà tới vậy thì mấy cái kia nó phát triển thêm. Còn cái phần testosterone nó chuyển hóa thành ra đi hydrotestosterone thì nó tạo ra củ sinh dục, nếu sinh dục thì nó quyết định hình thành dương vật đó, dương vật to đầy đủ đúng kích thước đúng đúng hình thái là nó liên quan cái biến từ một cái chuyển hóa của testosterone. Rồi em xong được cái phần phôi thai học của hệ tiết niệu sinh dục rồi quý vị. Hỏi gì hỏi, còn không thì đó có cuốn sách đó tôi chép cho cuốn cô Nhi rồi, thì cái gì về đọc tham khảo thêm. Ở gì nghĩ với Lào là 10 phút nha. Thì bữa trước tôi dạy bài hệ tiêu hóa phải dừng lại rồi ăn uống rồi uống nước rồi vận động cho tránh ngồi lâu tăng áp lực ở bụng sẽ bị trĩ. Ra cứ vậy đi tới lùi cho nó thoải mái.